Vâng, Đỗ Sinh xin chào các bạn. Đến với Hợp tác xã Hoa Cây Cảnh Thăng Long, trong cuốn này chúng ta thấy trước mắt là có 5 cây mai vàng này. Quay đi. Cái đầu tiên là cây mai vàng này đây ba, cái mã số 1 này. Này giao lưu với anh em là bằng 850k. Và cây này là 850. Rồi. Đổ đồng là 850k. Báo tất xin. Cả nhé. Vâng. Vâng, đây là cây số 2 này. Giá thì như nhau rồi. Vâng. Còn cái bóng cây và như thế nào thì tôi quay từng cây và nói đến số để chúng ta liên hệ. Đây là số 2. Và đây là cây số 3 này. Đây là cây số 4. 850k. Và đây là cây số 5. Đây bác. Lô Hồng Ngọc Mai đang ra hoa đẹp quá. Vâng, bây giờ chúng ta di chuyển đến cái lô Mai Hồng Ngọc này. Và chúng ta đi từ cây thứ nhất này. Cây này đi. Cây giao lưu với anh em là bằng 300k. Và cây này 300 nhá. 300 bao ship. Chậu ốm đẹp. Cây này. Cây giao lưu anh em 300k. Cây này 300. Cây bản trà đẹp lắm. Còn cây này anh, cây đang rực rỡ hoa này. Cây này giao lưu 400. Cây này là 400. Vâng, tiếp cây này. Cây này 400. Cây này cơ mà. Ừ, vâng. Cũng 400. Vâng. Cây này cũng 400. Vâng. Rồi. Ở cái vối thôi. Thế là cái lô Hồng Ngọc Mai. Đằng kia còn cây đằng kia tôi thấy đẹp thế. Cái cây chậu kia đến đấy để tôi đến. Cây này đẹp ạ. Đây còn một cây nữa tôi muốn anh để tập trung vào một chỗ. Đấy, để vì đang cái chủ đề là Mai Hồng Ngọc. Mai Hồng Ngọc. Vâng, đây này cây này này. Cây này cũng giá cũng bao nhiêu? 400. Cũng có 400. Hay quá này các bác. Đấy. Còn cây VIP nữa này cũng có 400 này. Vâng. Anh em nào lấy cái nào phải chụp ảnh hỏi mình là mình không trả lời được nhiều. Quay ngang cái bệ cái. Để đấy, hai cây song song hay sao? Ừ. Mà 400. Rồi. Cây vối. Và góc này là cây vối này. Một cây vối 800. Đẹp. Và cây vối 800 nha các bác nhé. Rồi. Cái sung này. Cái hết cái dòng mini này đi. Cái sung này cũng có dòng mini. À, tiếp tục đến cây sung này. Cây sung này cũng 700. Ui, cây sung 700 á? Ừ. Hay quá. Đây. Cái chậu này 300 rồi. Ba trăm và công ship nữa cũng phải 500 chẳng hạn, mà cây sung 700.000. Và chúng ta lại đi tiếp, bắt đầu cũng từ cây sung này đi, nối tiếp cái bàn này đi. Cây sung này bao nhiêu anh ơi? Cây sung cũng 600k. Và giá 600. Rồi. Tiếp tục cây cần thăng này. Giá cũng 600k. Vâng, và đây là số điện thoại của anh Trần Hiệp để các bác tiện việc giao dịch. 03999 03128.
Đây là cây dưới này. Cây dưới 300k. Cây dưới 300. Rẻ quá. Bông trang này. Cây bông trang này 100k. Cây bông trang 100 á? Thế thì anh ship để làm gì? Cây này thôi, bác nào mua cây khớ khớ thì biếu, gửi kèm nó vất vào đấy, đỡ phải tính phí ship ấy. 100 thì anh thu tiền ship ấy. Còn cây là gần như là coi như tặng còn gì nữa. Tiếp đến cây ổi này. Cây ổi 500. Cây ổi 500 này. Đây là cây xanh à? Vâng. Cây xanh này rất khó các bác nhé. Đấy, kiếm được cái dễ cho vào điểm cua này. Đấy, điểm khó này. Đấy, mà làm điền xịn nha. Gặp. Rồi. Cây này sẽ là một trong những cây quái. Cây này giao lưu anh em 500. Đấy, anh em làm mãi cho thanh điền này. Rồi, 500 này. Đây cần thăng à? Cây cần thăng này. Cây này 500. Rồi. Xong cây ốc. Cây này 700. Cây si. Cây si giá 700. Tiếp tục. Cây xanh. Anh đang nhổ cỏ cho cây xanh à? Cây xanh này anh em đang bảo 3 triệu. Giá 3 triệu. Ngẩng lên, ngẩng lên. Thôi thế thôi. triệu xanh Nam Điền. Đấy, ở vị trí là cây đa. Đa này, cây đa này 500. Cây đa giá 500. Và ship thì hết. Và tiếp một cây lục vừng đây. Cây lục vừng giá 500. Rồi, giá 500. Cây xoài giá 500. Cây xoài mini. Xoài cảnh giá 500. Rồi. Cây si giá 700. Và cây si giá 700. Đây cũng một cây xoài nữa đây. Cây xoài giá 500. Cây xoài này giá 500. Cây 300-400 rồi lại 200-300 lại 500-600 bao ship ấy. Đây là cây vú sữa này các bác này. Cây vú sữa tông cao này, cây đẹp nhìn đẹp mà. Đẹp lắm, quả nhìn đẹp ấy. Nó có điểm một tí cái cây tử treo chỗ này lại phụ họa đẹp. Ê này hoành được 17. Vâng. Hoành được 17. Chiều cao được 1m3. Ừ. Với anh em là 2 triệu. Rồi, giá 2 triệu đồng. Được. Cây vú sữa. Tiếp tục đến cây hồng xiêm. Chỗ này tôi thấy có 2 cây đây. Chắc là giá như nhau thôi. 1 triệu 8 một cây. 1 triệu 8 một cây hồng xiêm. Đang đeo quả rất nhiều quả luôn này. Đấy. Đây là cây số 1. Và 1 triệu 8 một cây. Bên này cây số 2, cây nào cũng nhiều quả. Cây ăn quả bonsai đây. Rồi, bên cạnh đây là cây, anh cho nó quay ngang này cái. Cây hoa giấy. Đúng rồi. Cây hoa giấy dáng siêu. Tím Huế. Đang ra hoa, bắt đầu ra hoa. Được. Sau này đeo kín hoa đi nhìn đẹp phết đấy. Đây có mấy bông đây rồi. Này giao lưu với anh em 2 triệu. Rồi. Giá 2 triệu đồng.
Và vị trí này là một cũng cây cóc dáng văn nhân này. Cóc này giá bao nhiêu một triệu quả? Cóc ghép đã có quả đây rồi. Thẳng tưng. Giá bao nhiêu? Giá 1 triệu. 1 triệu. Ôi cái này mà đóng đi cao lắm. Đóng đi mất nhiều tiền. 1 triệu. Rồi, tiếp tục này. Cây cây tùng anh. Cây này có cái nó xanh. Rồi được rồi. Cây lộc vừng này sao? Cái để cho nó dâm này. Vâng, ở vị trí này tôi thấy các anh hợp tác xã lại tạo tác một cây mộc hương cũng cũng ý tưởng cũng hay quá đây. Nó như là một cái gương anh ạ. Đấy, vào mặt nguyệt cũng được. Cây mộc hương thì với hai nhánh thân đưa ra hai bên với cái vòng khung dây định hình này. Đấy. Trên này gần chạm vào, chập vào nhau rồi. Được. Nó khác lạ đi tí, nhìn nó phong phú. Đấy, thay cái chậu gốm vào là được. Bao tiền cái này? Cây gì á? Ừ. Cây ra view anh em 1,5 triệu. 1,5 triệu. Tốt quá. Cây đóng ship hết triệu. Quá tốt. Ship hết triệu vì nó to này mà. Nó cái khung nó rộng ấy mà. Rồi. Vâng, cây cần thăng. Vâng, các bác thưởng thức một cây cần thăng dáng thác đổ này. Cây cần thăng này giá như anh em 1,5 triệu. Một triệu rưỡi á? Được quá nhỉ? Đổ rất là đột ngột, đổ vuông góc luôn. Xuống đáy chậu luôn, dưới đáy chậu. 1,5 triệu bao ship. Tuyệt vời. Vâng, và với hình ảnh này, Độ Sinh cũng xin kết thúc cuốn video này để chúng ta chuyển tiếp những cuốn sau.